Con biết giờ nhà mình đang khổ mà. Con mà lấy mấy tiền ăn cắp thì con xài á, còn thua một con chó nữa. Câu chuyện hôm nay kể về việc gia đình Thủy rơi vào cảnh thiếu nợ chồng chất, nên chị Lu giúp việc đã nghỉ việc về quê. Nhưng trong đêm đó, chị Lu đã có hành động rất nhân văn và đạo đức. Cùng theo dõi tập phim ngay sau đây để hiểu được diễn biến câu chuyện nhé. Chị Lu, chị đâu vậy? Tao đi về quê. Ở lại với nhà em đi chị Lu. Thôi, tao mua vé xe đò rồi, mày buông tao ra đi. Chị nỡ bỏ em vậy hả chị Lu? Tao mua vé rồi mà. Chị Lu, thật sự chị muốn về thì sao? Tao muốn về sao tao đem theo ba lô mày? Nhưng mà cô chưa trả con 3 tháng tiền lương, tiền đâu con về quê. Thì chừng nào cô có tiền á, cô gửi về quê cho con đi. Chị Lu, ở lại ăn Tết với nhà em đi chị Lu. Tao bỏ ba má tao ở quê có một mình à, ở đây ăn Tết với mày sao được? Buông ra. Con, nó bệnh rịnh như hoài sao con đi con? Thôi để chị đi đi con. Nhỏ này kỳ quá. Rau tới đây. Kêu chị Hai xuống đi con. Chị Hai xuống rồi kìa mẹ. Ăn cơm đi con. Rau chị Lu mua tươi ghê á, mà qua tài chế biến của em, rau vừa mềm mà ăn lại vừa tốt nữa phải không mẹ? Bây giờ con mới hiểu tại sao ở mấy nước phát triển rau còn mắc hơn cả thịt với tôm nữa. Rau ăn vừa mát lại vừa tốt cho sức khỏe nữa phải không mẹ? Còn quảng cáo còn giỏi hơn mẹ nữa đó. Biết vậy hồi sáng mày biểu con Lu nó mua 3 bó. Chị ăn chậm quá, em ăn hết phần của chị luôn á. Ai mà mất lịch sự quá chị ta? Có chuông không bấm mà đập cửa mầm à? Anh ba này, anh á phải chịu khó cắm điện vô 2 lỗ mũi á thì chuông nó mới kêu được. Kiều Anh, ngồi xuống đi con. Ngồi xuống, không có ai kiếm con đâu. Cả nhà ơi, có khách đặc biệt tới thăm nè. Ủa, sao trở vô vậy Lu? Dạ con để quên đồ, cô cho con mượn cái đèn cầy nha. Ủa? Hên quá, không có mất cái gì hết. Cô. Cái gì vậy? Chuyện gì vậy Lu? Con trả tiền lại cho cô. Tiền gì mà trả? Dạ, cái này là 200.000. Con bán mấy cái vỏ chai rượu á, mà con giữ lại luôn. Còn cái này là 250. Con trút ống heo của ông Kiều Anh á, 500.000 này. Con mong tôi quần của ông Thiện nó treo trên vách á. Sắp tiền mới này, bữa vô phòng cô thấy còn mới quá, cho nên định lấy về lì xì cho mấy đứa nhỏ. Giờ trả lại cho cô hết á.
trả cho cô hết rồi. Con định đem hết mấy cái này về quê xài thì cứ đem đi. 3 tháng rồi cô chưa trả lương cho con mà. Nè, thôi cô ơi, con không lấy đâu. Con biết giờ nhà mình đang khổ mà. Con mà lấy mấy tiền ăn cắp thì con xài á, còn thua một con chó nữa. Đói bụng không? Ăn cơm nhà nghèo ăn không? Dạ ăn chứ đói quá à cô. Đi lấy cái chén đi con. Dạ thôi 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 khỏi. Để con lấy cho người nhà không mà khách sáo chiên. Để con.